10 quy tắc chi tiêu thông minh sẽ giúp bạn có cuộc sống thư thái, luôn rủng rỉnh tiền bạc không sợ viêm màng túi. Kiếm tiền không phải là dễ, chi tiền thế nào lại càng khó. Trên thực tế thì dù có rất nhiều mánh khóe để giúp cho bạn tận dụng tối đa hiệu quả số tiền bản thân đang có và kiếm được nhiều hơn, nhưng nó chỉ thực sự hiệu quả đối với những ai có năng khiếu trong mảng kinh doanh. Dẫu vậy thì điều này không có nghĩa là bạn, những người bình thường không có cơ hội. Có một số bí quyết quan trọng cần phải nắm được trước khi chi ra những đồng tiền xương máu để cho bạn có cuộc sống thoải mái hơn. Nào, hãy cùng theo dõi video ngay sau đây nhé! Đầu tư cho bản thân. Đầu tư cho bản thân chính là cách đầu tư khôn ngoan nhất, và càng sớm nhận ra điều này chừng nào, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên dễ thở hơn chừng đó. Nhưng đầu tư cho bản thân là như thế nào? Dĩ nhiên rồi, đó là học hỏi và trải nghiệm. Không nhất thiết phải cố gắng kiếm lấy một tấm bằng, mà hãy trau dồi bất cứ thứ gì bạn cảm thấy thích. Mua một cuốn sách và đọc nó, đó là đầu tư. Chi tiền cho một khóa học online, đó cũng là đầu tư. Đầu tư cho bản thân càng nhiều thì bạn sẽ thấy giá trị của chính mình tăng cao, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. Quy tắc 3 số 8. 8 giờ làm việc đổi lấy 8 tiếng đi ngủ. Vậy nên trau dồi bản thân tốt hơn hoàn toàn nằm ở việc sử dụng hiệu quả 8 giờ còn lại. Hãy tận dụng tốt nó, đầu tư vào những thứ mang lại hiệu quả dài hạn như học thêm kiến thức mới, kỹ năng mới thay vì lên YouTube xem video giải trí. Cẩn trọng khi cho vay tiền. Ai cũng vậy, chúng ta đều có những mối quan hệ thân thiết, có thể là bè bạn, người thân trong gia đình. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn cho họ mượn tiền nhỉ? Họ sẽ trả lại thôi, đúng không? Ồ, không đâu. Thực tế đôi khi sẽ diễn ra theo những cách hoàn toàn khác. Có những người chỉ mong bạn quên khoản nợ đó đi, số khác thì muốn quỵt, và một số trường hợp chẳng có khả năng chi trả. Vấn đề nằm ở chỗ bạn không nhất thiết phải hào phóng như vậy đâu. Và dù là vì lý do gì thì việc cho mượn tiền hoàn toàn có thể dẫn đến chuyện tiền mất, bạn cũng toang. Cho nên hãy thận trọng trước khi đưa tiền cho bất kỳ ai nhé. Tiêu ít là tự do. Bạn tìm ở đâu cũng vậy, rất nhiều bài báo cáo khoa học liên quan đến sự giàu sang đều có một lời khuyên chung, đó là chi tiêu ít thôi. Lý do là giờ hãy tưởng tượng mà xem, các bạn đang chán ghét công việc, chán ghét nơi ở, chán ghét nhiều thứ khác trong cuộc sống. Lúc này chính việc chi tiêu ít trong quá khứ sẽ giúp bạn có được một món tiền để xoay sở, trở nên tự do, linh động hơn trong các vấn đề liên quan đến tâm lý. Quy tắc 24 giờ. Khi đi shopping dù là online hay trực tiếp thì chúng ta luôn bị chi phối bởi cảm xúc. Bạn có thể nghĩ thích một đôi giày và cảm thấy sẵn sàng chi nửa tháng lương để sở hữu nó, mà kể cả khi là những thứ nhỏ nhặt vì chúng quá nhỏ mà bạn chi không tiết tiền. Để rồi khi nhiều thứ cộng dồn lại, túi rỗng lúc nào không hay. Đây là lúc quy tắc 25 giờ tỏ ra hữu hiệu. Trước khi mua bất cứ thứ gì thì hãy đợi đến ngày hôm sau. Sau một ngày thì cảm xúc của bạn sẽ trở nên tĩnh lặng và bạn sẽ hiểu bản thân có cần món đồ ấy thực sự hay không. Tin tôi đi, đa số trường hợp này sẽ là không. Quy tắc 3 phút. Mỗi ngày hãy dành ra 3 phút để kiểm tra lại chi tiêu của bản thân. Chẳng hạn như là dùng phút nghỉ trưa để xem lại bạn đã tiêu những gì kể từ lúc thức dậy. 3 phút này thực sự quý giá vì nó giúp bạn nhận ra tại sao mình chi tiêu quá nhiều và vấn đề đang nằm ở đâu. Trước khi mua sắm hãy làm một phép so sánh. Một mẹo khác để kìm hãm việc chi tiêu vô tội vạ đó là so sánh. Chẳng hạn bạn thấy một chiếc áo len tuyệt đẹp ngoài cửa hàng, nhưng giá trị của nó khá đắt tiền và bạn cảm thấy đắn đo. Giờ so sánh được và mất thử xem, bạn cần chiếc áo ấy hay bạn cần một chuyến đi chơi không lo nghĩ vào tháng sau. Đừng bị doanh nghiệp lừa. Các công ty lớn luôn có những mánh khóe marketing cực hiểm để khiến cho khách hàng chi tiêu nhiều hơn cho những thứ mà bản thân không thực sự cần. Ví dụ điển hình chính là các đợt sale giảm giá mà giá lại không thực sự giảm. Vậy nên trước khi mua món đồ được sale mạnh, hãy tự so sánh chất lượng, giá gốc, đồng thời luôn tâm niệm. Hàng sale chủ yếu là những mặt hàng có giá cao hơn giá trị thực của nó hoặc chất lượng không tương xứng mà thôi. Đi shopping một mình. Khi đi chung với bạn bè, bạn có xu hướng chi tiêu nhiều hơn. Đơn giản là vì cả hai đi chung thường sẽ vui, mà tâm trạng vui thì sẽ khiến cho bạn vung tay quá chán vậy thôi. Giải quyết câu chuyện này thì rất đơn giản. Đừng rủ bạn bè đi trung tâm mua sắm. Nếu muốn gặp nhau thì xem phim, đi cà phê là những lựa chọn tốt hơn. Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực về tiền. Tư tưởng của chúng ta có một thứ sức mạnh rất lớn. Nếu như bạn nghĩ bản thân không thể kiếm được nhiều tiền,
đồng thời lũ nhà giàu đều là những kẻ bóc lột, thì bạn chẳng đạt được thành tựu gì đâu. Khi nghĩ bản thân không thể thành công, bạn sẽ dễ nản, dễ mệt mỏi, cảm giác những gì mình đang làm đều vô nghĩa và dẫn đến chuyện không thu được bất cứ điều gì có ích. Loại bỏ những suy nghĩ như vậy là một cách để cho bạn dễ dàng đạt được điều mình muốn hơn. Hy vọng là sau khi xem hết video này thì các bạn có thể tự rút ra cho mình những quy tắc chi tiêu thông minh, không sợ viêm màng túi nữa. Nếu bạn có cách chi tiêu hay ho hơn, hãy để lại ý kiến bên dưới nhé.